Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Nhịp cầu nghệ sĩ là một nhịp cầu nối giúp cho các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, giúp cho quý vị khán giả có thể biết thêm thật là nhiều thông tin về những nghệ sĩ mà mình yêu mến. Bên cạnh đó, chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ cũng sẽ luôn cập nhật những thông tin mới, những sản phẩm, những tác phẩm nghệ thuật mới của các nghệ sĩ để giúp cho quý vị khán giả biết được là các nghệ sĩ của chúng ta thì thời gian gần đây đang có những hoạt động mới như thế nào. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về một nghệ sĩ rất là được quý vị khán giả yêu mến, đó chính là chàng Mập Nghĩa Tình, Quang Mập. Dạ em chào anh. Chào em. Chào quý vị khán giả của miền Tây, nhất là quý vị khán giả của chương trình Đài Truyền hình Vĩnh Long. Vẫn yêu thương Quang Mập. Quang Mập cảm ơn. Ép ta yêu thương mình đó. Lần nào mà được gặp anh Quang Mập em cũng đều rất là vui. Cho nên là cứ hễ mà thấy mà anh có nhiều một chút xíu những cái dự án mới là ngay lập tức là em phải mời anh đến tham gia chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Bên cạnh việc là cập nhật thông tin đến cho quý vị thì anh Thơ cũng được là được gặp gỡ một nghệ sĩ mà mình yêu mến và cũng có cho thêm cho mình rất là nhiều tiếng cười, giúp mình vui vẻ hơn trong cuộc sống nữa. Anh cũng giống như em đó, anh làm gì công việc nhiều cả nào mà chứ nghe điện thoại anh Thơ gọi là lên quay chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ là bay lên liền. Đầu tiên như anh Thơ vừa mới chia sẻ, đó là chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ sẽ luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới của các nghệ sĩ đến cho công chúng. Thì nói với anh Hoàng Mập thì thực sự là như bản thân anh Thơ đi, anh Thơ cùng nghề cho nên biết là anh Hoàng Mập dạo gần đây có rất là nhiều những dự án mới. Nhưng mà cũng không biết là giới thiệu về cái dự án nào trước nữa. Thôi bây giờ nhờ anh tóm tắt những cái dự án mà trong thời gian vừa qua đi ạ. Thật sự thì Hoàng Mập rất là vui khi được ngồi đây, được tâm sự, được bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Ngoài mà công việc làm diễn viên, có nghĩa là mình đi đóng phim thê, mình đi diễn hài thê, mình đi làm tất cả mọi thứ, game show, làm này làm kia. Nhưng mà sau đó mình vẫn có một nơi để gọi là cái nhà của mình, đó là công ty Truyền Tâm Hoàng Thằng Tài. Nơi đó thì Hoàng Mập sản xuất những bộ phim truyền hình, có những bộ phim mà chiếu được khán giả yêu mến như là Chàng Mập Nghĩa Tình. Đi ra đường thì ai kêu ê Chàng Mập Nghĩa Tình, Chàng Mập Nghĩa Tình là sướng cả người. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, vô vô. Mấy người làm gì mà tới đây ôm sòm vậy hả? Giờ sao tụi này muốn ôm sòm, ý bà chủ muốn sao? Dạ được được. Bây giờ mà anh muốn làm gì cũng được hết trơn á. Bây giờ có bao nhiêu em đẹp chân dài tới nách cho ra đây hết. Bữa nay tụi tôi ở đây bao hết cái nhà hàng này luôn. Trời ơi anh làm thấy sợ. Ở đây á đào đẹp nhiều lắm, chỉ sợ anh hả chị không có nổi đâu nha. Nói chung là bà chủ muốn tiền hay vậy. Xin lỗi nha. Bây giờ là báo cho bà chủ biết, đây là đại ca của tụi tôi. Đại ca tôi đây là một đại gia. Đại nói chung là đại lớn, đại gia bất động sản đó. Bây giờ chỉ cần xin lỗi với một cục đất chọi chim chút xíu này thôi. Đúng. Cũng mua đứt cái nhà hàng của bà luôn á. Quá thiệt không, nhưng mà nhìn anh thấy quen quen. Mới bán miếng đất bự lắm, có tiền dặn bia nhỏ để kiếm hàng lạ rồi chơi, chứ mấy chỗ khác còn cao cấp ở chỗ này nhiều. Chỗ này bèo quá mà đặt chảnh hả mấy đứa đây. Nè anh hai, có gì nữa anh hai? Trời ơi em mới giỡn có chút mà. Anh cứ vô trong phòng ngồi đi, để em kêu mấy em hàng bới tuyển, bảo đảm ngon lành luôn. Ngoài phim Chàng Mập Nghĩa Tình thì công ty Hoàng cũng sản xuất phim Hai Người Cha, phim Dạ Khúc Nguyệt Cầm, Cuộc Chiến Nhân Tình, Gương Mặt Kẻ Khác. Và đặc biệt này thì Tết, Tết năm 2015 thì sẽ có một phim nhựa ra gạp trên tất cả các hệ thống của Lotte, từ Bắc chí Nam. Đó là phim Hợp Đồng Bắc Ma. Ghê chưa? Một bộ phim hài, chút xíu kinh dị, có ma. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ vui, sẽ hấp dẫn, sẽ thích thú những ngày đầu xuân khi được chứng kiến Hoàng Mập mặc đồ một mảnh bời. Ghê chưa? Thôi bây giờ từ từ. Tết mà phim ma hả anh? Ma vui. Nghĩa là ma là hoa hậu đóng ma nha. Đặng Thu Thảo rồi Hoa Khôi Phan Thị Mơ là với bàn tay của Hoàng Mập là tất cả hoa hậu, hoa khôi đẹp đóng ma hết. Qua Khôi Bến Tre là Mỹ Hạnh cũng đóng ma luôn. Đó. Còn những người mà đi bắt ma toàn là trai đẹp không? Cỡ như là Quy Khánh, cỡ như là Tim,
cỡ như Đông Dương, cỡ như Hoàng Mộc, không biết bắt ma hay bị ma bắt. Đó là bộ phim Tết. Yeah. Nhưng mà công ty Hoàng Mộc cũng mới phát hành bộ phim Đời Như Ý. Yeah. Phim chiếu rạp. Một bộ phim mà theo Hoàng Mộc ưng ý nhất, cảm giác hạnh phúc nhất khi được làm và chiếu bộ phim này. Bộ phim này chuyển thể từ truyện ngắn của chị Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau. Giữa một cái dòng chảy phim đánh đấm tin ca nhạc, nói chung là tất cả mọi thứ thì Hoàng muốn bộ phim Đời Như Ý này nó là một dòng phim mình không biết dùng từ gì đó, phim lạ, chắc chắn đi coi sẽ khóc. Quảng cáo phim đó, chắc chắn đi coi sẽ khóc. Nhưng mà phim này cũng là một kỷ niệm rất là thân thương của Hoàng Mập, có nghĩa là một cặp nam nữ chính. Phim có 4 vai thôi. Nam nữ chính là Việt Hương và Đông Dương. Hương đóng vai con khùng. Con khùng rất là, mình không hiểu tại sao mà Hương có thể đóng vai một cô khùng mà hay mà tới nổi da gà vậy. Một người dễ thương, em mình đẹp trai đóng vai người mù, đó là Đông Dương. Coi Đông Dương đóng vai mù đàn đi ăn xin. Nghĩa là cuộc sống thường ngày của hai diễn viên đó bị đảo lộn hoàn toàn khi đóng bộ phim này. Và họ ở gầm cầu, họ ở nói chung là ở tất cả những cái gì mà gọi là tận cùng của đáy xã hội, nhưng mà họ vươn lên và họ đẹp trong mắt mọi người. Ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ với anh nhiều hơn một chút xíu về cái công việc và vai trò của anh, đóng vai trò là nhà sản xuất. Chứ không phải là một diễn viên Hoàng Mập nữa. Khi mà đóng vai trò là một nhà sản xuất những cái bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh như vậy á, thì em nghĩ cái khâu mà quan trọng nhất là cái khâu lựa chọn kịch bản, đúng không anh? Đúng. Thường bây giờ là cái tiêu chí nào mà anh đặt ra trong việc lựa chọn kịch bản? Thật sự thì khi mà anh làm thì tất cả những kịch bản mà khi mà ra chi tiết rồi và anh đưa, và khi được mà in ra đưa cho mọi người á, thì ít nhất anh cũng phải đọc lại 5 lần. Có nghĩa là 5 lần đó anh đã đọc và anh đã chỉnh sửa với tác giả. Và khi mà nó ra được tới mà tay của thư ký này kia nọ thì phải qua đạo diễn đọc nữa. Và đạo diễn là người quyết định sau cùng. Có những người như anh Dương Quang Hùng, anh rất là kỹ. Anh nói Hoàng ơi, anh thích gì nè, nhưng mà em có thể cho anh xin 1 tháng được không? Xin phép em cho anh sửa lại những tập cuối. Thì công nhận một điều, khi mà bàn tay anh sửa vô thì mình đọc lại mình cảm giác nó đầy hơn, nó tròn hơn. Và nhân vật nó không bị gượng ép khi những cái kết. Thì khi công ty của Hoàng mà đặt mua một kịch bản nào đó, khi mà kịch bản đó chưa làm cái gì hết thì Hoàng sẽ đi gặp tác giả. Thí dụ anh Thơ là tác giả, Hoàng với anh Thơ ra ngồi nói chuyện. Thì anh Thơ nói anh Hoàng ơi, em có một cái câu chuyện thế này, em kể anh nghe. Hoặc là Hoàng nói không, Hoàng có câu chuyện thế này, Hoàng kể cho em nghe. Thì hai người kể cho em, kể hết những câu chuyện của em và anh kể hết và thống nhất câu chuyện nào. Và từ câu chuyện đó về, em nói tuần hay tuần em sẽ đưa cho anh một cái đề cương nhẹ nhẹ mấy trang thôi. Thì tóm tắt lại hết tất cả. Và khi anh với em chỉnh sửa lại, và sau khi sửa đó em nói ok, em sẽ đưa anh một đề cương chi tiết 30 tập, mà một tập viết chừng nửa trang chút chút thôi, làm gì. Và anh muốn sửa từ đầu, chứ anh không muốn là kịch bản mà khi viết ra giấy mà đưa anh góp ý kiến với em. Hai đứa sửa là cực lắm, chỉ cần một chi tiết nhỏ mà sửa thôi là nó thành một cái đường dài về sau, nó rất là cực. Nên khi kịch bản mà bên anh mà mua xong, và anh cũng hãnh diện một điều, khi anh đưa kịch bản ra hiện trường thì diễn viên hay tất cả những người thiết kế, mọi người trong đoàn nói ơ kịch bản hay quá, kịch bản này có cái để làm, hoặc là kịch bản này có cái để cho khán giả xem. Và sau này khi đọc những chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư đọc nhiều nữa thì Hoàng phát hiện một điều, cái chất mà tính chất mà miền Tây ấy, có người miền Tây, Hoàng cũng ở miền Tây, thì mình đọc chuyện Nguyễn Ngọc Tư mình cảm giác được một chuyện là mình đang sống với những nhân vật ở đó. Hy vọng là Hoàng sẽ mua được nhiều nữa những chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư để cho tác giả cho này nó chuyển thể thành một cái phim. Thì Hoàng thấy một điều, khi mà thật sự cái chuyển thể là chỉ lấy tên nhân vật hoặc là hai ba trang giấy thôi, nhưng mà đó là một chất bột rất là quý để họ làm nên những chiếc bánh sau này. Họ có thể nêm gia vị làm bánh xèo, bánh bông lan, bánh gì không biết, mình sẽ ăn mình cảm giác một cái gì đó, nhưng mà cái chất bột đầu tiên nhất là chỗ đó rất là quý. Đúng rồi. Và thường á, đóng vai trò là một nhà sản xuất nhưng mà anh cũng lại là một diễn viên.
thì em nghĩ là thường bao giờ mình cũng hay đăng xen cái cá nhân của mình vô, đúng không anh? Đúng. Cái vai trò cá nhân của mình nữa. Thì bây giờ trong cái việc mà lựa chọn kịch bản á, có khi nào mà anh hơi bị cá nhân quá một vài khâu không? Chẳng hạn như là kịch bản phải có cái vai gì hợp với anh à? Mới nhận à? Hai là anh nói là anh thích, anh là người miền Tây nên là anh thích là cái không khí miền Tây, anh thích là cái câu chuyện phải diễn ra cho đối tượng khán giả ở miền Tây chẳng hạn, thì anh là ưu tiên không? Đúng. Anh ưu tiên miền Tây. Ừ. Nghĩa là tất cả những phim anh làm tới bây giờ là ưu tiên miền Tây. Dù anh có quay cái phim Giả Khúc Nguyệt Cầm mà đi ra Phan Thiết quay, nhưng mà câu chuyện vẫn miền Tây. Có nghĩa là câu chuyện một đoàn cải lương ở Bến Tre, ở miền Tây, và sau đó lưu lạc ở ngoài miền Trung. Miền Trung xong rồi mới gã đoàn mỗi người đi một nơi, và sau rồi tập trung về cái kết vẫn ở miền Tây. Và Chàng Mập Nghĩa Tình hay là tất cả những cái phim anh làm vẫn mang hơi hướng miền Tây. Và anh ưu tiên nhất là có người miền Tây. Cái thứ hai nữa là ý em nói là kịch bản khi mà anh chọn lựa, anh mua, thì bây giờ tất cả những tác giả người ta biết trong công ty anh có Hoàng Mập, có Việt Hương. Yeah. Thì khi em là tác giả, em muốn trình bày một cái dự án nào đó, thì đầu tiên nhất em phải nói một câu: anh Hoàng ơi, có vai anh nha, vậy chị Việt Hương hay lắm nè. Này là khô không? O bế xếp ngay từ đầu luôn. Nhưng mà thật sự Hoàng đóng thì đóng, nhưng mà Hoàng sau cái phim Chàng Mập Nghĩa Tình, Hoàng không dám đóng chính nữa. Hoàng lui lại. Ví dụ mà trong kịch bản thì mình đứng thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đó, mình sẽ không bao giờ chầu lãnh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Mình sợ những khoảng đó. Tại vì những khoảng đó, ví dụ mà mấy em 200-300 phân đoạn mấy em đóng, mình xin chừng 100-120 trở lại, cũng có số phận, cũng là mấu chốt trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà mình lui lại để chi? Để mình nhìn mọi việc xung quanh nó dễ hơn. Tại anh có thể quản lý là hóa trang, phục trang, thư ký, rồi ăn uống, xe cộ, quay phim, bối cảnh, đoàn phim anh làm hết à. Tại vì em biết bây giờ tất cả mọi công việc đều tính bằng tiền. Mình có thể làm được nhiều việc như vậy thì mình chỉ cần hưởng những cái đồng lương đó về bản thân mình được rồi. Còn những cái đồng lương mà chính thức cho mỗi tập phim, mình có thể tung ra để mình có thể mướn cái biệt thự này đẹp hơn, mướn cái bối cảnh này xinh hơn, và để mời chị Việt Hương, anh Chí Tài về đó đóng ở cả tháng trời không phải dễ. Nghĩa là mọi người còn phải công việc ở Sài Gòn. Khi Hương về Việt Nam thì Hương chỉ dành thời gian cho Hoàng. Ok, Hoàng cảm ơn Hương, Hoàng rất là quý Hương. Khi mà Hương nói là thời gian tôi dành cho ông, thì dù có ai gọi bao nhiêu tiền, dù ai alo bao nhiêu cái show đó bao nhiêu tiền, Hương không bao giờ đi. Đó là cách làm việc mình rất quý. Và bây giờ là Hoàng còn máu làm diễn viên dữ lắm. Chưa có muốn bỏ. Nếu mà muốn bỏ thì đợi Hoàng học xong khóa đạo diễn đi Hoàng bỏ. Đang học, chuẩn bị học lớp đại học đạo diễn. Nhưng mà sau 4 năm mình học đạo diễn ra rồi thì con gái mình cũng 20 tuổi. Thế là con gái lớn mình sẽ đóng đạo chính và mình làm đạo diễn. Nói chung là bây giờ vẽ sẵn một cái đường hết, không biết con mình nó chịu đóng hay không thôi. Ngày xưa thì bé rất là chịu đóng, nhưng mà từ hồi lớp 6, lớp 10 giờ bé không có đóng. Thôi ngày hôm nay nè, sẵn nhắc đến con, đến gia đình thôi, anh chia sẻ thêm một chút xíu về gia đình của mình ở hiện tại được không anh? Được chứ. Dạ. Thật sự thì từ khi mà làm phim tới giờ thì bà xã Hoàng Mập cũng song pha chặn mạc. Nghĩa là tất cả những công việc ở đoàn phim, khi bấm máy phim thì bà xã mình quản lý hết. Nghĩa là trả tiền quần chúng, trả tiền bối cảnh, cơm nước trong đoàn, nói chung là làm vú em trong đoàn. Thí dụ ekip đoàn phim của Hoàng thì làm 5-7 phim, 10 phim rồi, thì tất cả con người y chang vậy, chỉ diễn viên nổi thôi. Nói chung cũng thay đổi ít lắm. Mỗi người, một người có thể đóng 3-4 vai chính như Kim Hiền, và một người có thể đóng 3-4 vai chính như Hòa Hiệp, và một người có thể đóng 5-7 vai chính như Đông Dương. Em thấy có vẻ là giống như là công ty gia đình đúng không? Mình cũng toàn là ekip quen thì mình dễ làm việc với nhau. Đúng. Và Hoàng cũng hãnh diện một điều, tới bây giờ khi làm biết bao nhiêu diễn viên và bao nhiêu bộ phận ở trong đầu phim, Hoàng chưa bao giờ đặt bút ký hợp đồng với một người nào hết. Kể cả diễn viên luôn, kể cả từ thời mà Thùy Trang, Ngọc Lan, Quỳnh Đông hay là anh Chí Tài, hay kể cả Việt Hương, hay là nói chung là chưa bao giờ Hoàng viết ký hợp đồng với một người nào, kể cả làm việc với Hoa Hậu luôn. Tại sao anh lại bao che cho em? Bà xã không sao chứ? Có phải là anh đã biết chuyện gì rồi phải không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
càng làm như vậy, em lại càng cảm thấy là mình tội lỗi hơn mà thôi. Chị cứ để cho em chết đi cho rồi. Bà xã, anh không muốn bà xã vậy đâu. Bây giờ thì em cũng có thể hiểu được là cái công việc để đóng vai trò là nhà sản xuất của anh á, đặc biệt là trong cái môi trường làm việc ở cái công ty của anh, thì nó không những là mang lại một cái công việc cho bản thân anh để lo lắng cho gia đình mình, mà bên cạnh đó nó cũng là một cái môi trường làm việc mà khiến cho anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng mang lại cho anh thật nhiều tiếng cười, đúng không anh? Đúng rồi, tại vì nguyên ngày mà không phải nắng mà làm việc rồi. Em cũng biết rồi, khi bộ phim chiếu lên là trước đó mình phải chuẩn bị 6-7 tháng, rồi kịch bản, rồi khi quay hình mấy tháng, rồi hậu kỳ, rồi về phải trình duyệt, rồi bao nhiêu lâu mới được lên sóng. Thì công việc nó rất là căng thẳng nè, ra ngoài hiện trường rất là mệt mỏi. Mà mình đã mệt nữa, mình căng nữa thì xung quanh mình mấy chục con người ai cũng căng hết trơn á. Ra hiện trường dù có sóng gió cỡ nào, diễn viên lên trễ cỡ nào lại, anh không bao giờ la, anh không bao giờ nói một tiếng gì hết. Kể cả gì, nhiều khi anh tức nhiều cái chuyện mà nó quá đáng quá, anh câu cổ bà xã anh để uống cà phê để ăn gì đi. Bà hỏi chi vậy? Tôi đây nổi điên lên xăng xong tôi chết á, tôi bỏ đi chỗ khác đi, kệ cho nó giải quyết đi, chút xíu tôi trở lại. Nghĩa là sau nhiều cái trận mạc thì mình phải rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Yeah. Nóng giận quá không làm được chuyện gì tốt, mà chỉ làm cho người ta ngu dốt thêm thôi. Hồi nãy thì anh đã chia sẻ những cái dự án mà của công ty anh sản xuất trong thời gian tới. Còn riêng bản thân anh với vai trò là một diễn viên thì sắp tới đây thì anh có những cái vai diễn nào mới ạ? Sắp tới đây anh sẽ có một cái vai 8 toàn án. Đó là một cái vai mà anh rất yêu thích. Yêu thích ở đây không phải là cái vai nó hay hay là đấu với mình nó hay sao, nhưng mà nó một cái dạng vai lạ. Một cái vai bọn anh kép ác đóng trong cải lương, đóng với ác khi mà mang gia đình tám toàn ác, sao mà đoàn cải lương gã gánh ảnh đi chạy xe ôm. Nhưng mà đặc biệt một cái là giới tính ảnh. Ảnh là một người mà ở trong đoàn hay là khán giả ai nó ảnh BD là anh lấy dầm anh quánh tan xác luôn. Ai nó BD là quánh, ai nó BD mà giữ tới hỏi mày sao này, khi mà ảnh già ảnh chịu không nổi, ảnh sinh một đứa con nuôi. Và khi đêm cái tối ảnh mặc bà ba, anh ngồi anh hát, ban ngày anh mặc đồ tây, mặc đồ văn phòng đi bắt cướp. Một vai rất lạ trong cả trăm vai khi mà Hoàng đóng trên phim truyền hình tới giờ. Và Hoàng cũng đang suy nghĩ, đang đợi nó khi mà cái phim nó được công chiếu thì mọi người sẽ nhìn cái vai mình thế nào. Nghe anh chia sẻ sơ sơ về cái vai diễn của mình thôi thì anh Thơ nghĩ là những cái khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến Hoàng Mập thì cũng đang rất là nóng lòng trong chờ cái vai diễn mới này của anh. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn anh Hoàng Mập rất là nhiều. Thực sự là rất là vui khi mà lần nào chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ liên lạc thì anh cũng nhận lời ngay để mà có một buổi trò chuyện rất là vui vẻ, rất là cởi mở, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Bên cạnh đó thì cũng có giúp cho quý vị khán giả có thêm thật là nhiều thông tin về một nghệ sĩ mà mình yêu mến. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Thơ. Cảm ơn quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Quý vị khán giả đã yêu mến những sản phẩm công ty Hoàng Mập làm ra, yêu mến Hoàng Mập thì mai mốt phải yêu mến một đạo diễn mang tên Hoàng Mập nha. Vâng, và cũng xin chúc cho anh sẽ có thêm thật là nhiều những cái dự án phim thành công, và bên cạnh đó cũng sớm sớm là tốt nghiệp lớp đạo diễn để mà nhanh chóng ra mắt được những cái bộ phim mà do chính bản thân mình đứng ra làm đạo diễn ạ. Cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.